và chúng tôi cũng rất là đánh giá cao về cái sản phẩm bổ sung cái đa vitamin của bên nhãn hàng, tức là cái sản phẩm về Vitamix. Cái Vitamix thì đấy là cũng là một cái sản phẩm mà các cái nhà lâm sàng chúng tôi sử dụng cho bệnh nhân cũng trong nhiều năm nay, thì chúng tôi cũng thấy là có hiệu quả tốt, bởi vì là trong cái sản phẩm đấy là thứ nhất là có bổ sung đầy đủ là các cái vitamin nhóm B rồi C mà chúng tôi đã phân tích là có hiệu quả rất là tốt trong cái việc là tăng cường được cái khả năng về tiêu hóa thức ăn một cách hiệu quả, và đồng thời là cũng tốt cho cái vấn đề về sản sinh ra các IgE miễn dịch. Và đồng thời nữa là các cái một số các vitamin tan trong dầu quan trọng cũng có, như là vitamin A, vitamin D, vitamin E. Đấy, rồi thì là cũng có cả những cái loại vi chất như là sắt, kẽm, rồi đồng. Thì đấy cũng là những cái loại vi chất là rất là tốt cho cái miễn dịch. Ngoài ra thì nhãn hàng này thì chúng tôi cũng thấy là có cả một cái sản phẩm Ferroce nữa, thì cũng là một cái sản phẩm bổ sung chú trọng vào cái sắt và kẽm. Thì chúng ta biết là cái vi chất kẽm ấy, thì chắc là các mẹ mà đã đang nuôi con nhỏ mà quan tâm đến dinh dưỡng thì chúng ta đều biết đến cái tác dụng, đúng không ạ? Và phải nói là rất là quan trọng của vi chất kẽm. Và cái vi chất kẽm đấy thì phải nói là ở các cái nước phương Tây, các nước phát triển ấy, thì người ta đã chú trọng cái vi chất kẽm này trong độ khoảng 4 thập kỷ nay rồi. Còn ở Việt Nam chúng ta thì mới có khoảng gần 2 thập kỷ nay thôi. Đấy, thì cái kẽm ấy, thì người ta thấy có những cái vai trò cực kỳ quan trọng, vì thứ nhất là nó là cái thành phần của hơn 300 loại enzyme đấy, để mà có thể tham gia vào rất nhiều các cái phản ứng ở trong cơ thể. Và đồng thời là cái kẽm thì nó còn có cả những cái vai trò đối với cả cái nó giúp cho hoàn thiện được các cái tế bào của vị giác và khứu giác. Đấy, cho nên khi mà thiếu kẽm một cái lập tức là các tế bào vị giác khứu giác của đặc biệt là của trẻ rất dễ bị rối loạn và làm cho trẻ là cảm giác không ăn nữa, kém ăn. Thế rồi thì là kẽm nó còn tham gia vào cả những quá trình về phân hóa của tế bào của cái nhân ARN, đấy là cái nhân gọi là nhiễm sắc thể của tế bào cực kỳ quan trọng, nên nó cũng liên quan đến vấn đề về tăng trưởng tế bào. Tăng trưởng tế bào tức là tăng sinh và sự phát triển của cơ thể. Đấy, rồi đồng thời là kẽm nó cũng liên quan đến cái việc là điều hòa những cái hormone tăng trưởng rất là quan trọng, hormone dưới đồi, hormone GH rồi IGF-1 thì đã được chứng minh rất là rõ đấy là những cái hormone mà rất là quan trọng cho cái phát triển chiều cao. Nên là trong cái quá trình mà thăm khám các cái trẻ mà nếu mà chúng tôi thấy là vừa có biếng ăn lại vừa có chậm về tăng trưởng chiều cao, thì thường là những trẻ đấy mà cho làm kết quả xét nghiệm máu chúng tôi cũng thấy là có cái vấn đề về thiếu kẽm ở trong huyết thanh, và những trường hợp đấy mà bổ sung thì rất là hiệu quả. Đấy, cho nên là chúng tôi thấy là những cái sản phẩm như là cái Ferroce của nhãn hàng Phytobimbi thì chúng tôi thấy là có cái sản phẩm bổ sung cả sắt và kẽm ấy, chúng tôi cũng đánh giá rất là tốt dùng trên lâm sàng, bởi vì thường những trẻ mà nó thiếu kẽm thì thường nó thiếu sắt, để chúng ta biết là sắt với kẽm lại chung một cái nguồn thực phẩm, nó chủ yếu là đến từ các loại đạm động vật đấy, cũng như là ở thịt bò này, rồi cả các cái loại hải sản nữa, như là trong hàu, trong sò, vân vân. Đấy, thì khi mà trẻ đã thiếu một cái vi chất này thường lại thiếu cả vi chất kia nữa. Và cái sắt ấy nó cũng rất là quan trọng trong cái việc là tăng cái khả năng miễn dịch của trẻ, vì chúng ta biết là sắt là một cái thành tố trong cái nhân hem của hồng cầu. Đấy, cho nên khi thiếu sắt lập tức là dẫn đến vấn đề mà chúng ta vẫn gọi là cái thiếu máu dinh dưỡng đấy. Và cái thiếu máu thì rõ ràng nó làm cho trẻ rất là yếu. Trẻ yếu trẻ cũng dễ mắc bệnh, đúng không ạ? Và đồng thời là trẻ cũng gọi là làm cho trẻ nó mệt mỏi, nó uể oải, và sau này đến cái tuổi đi học trẻ nó không tập trung tốt được, trí nhớ không tốt được. Cho nên đấy là hai cái loại vi chất cũng phải nói là hai vi chất hàng đầu đảm bảo sự phát triển của trẻ và cả tăng cường miễn dịch tốt cho trẻ.